Hai chào mọi người nha, mình là Phúc Khang đây. Thì hôm nay mình thấy cái trend ở trên mạng nha mọi người. Ai cũng làm cà phê bọc biển, nay mình thử mình làm thử rồi. Mình chơi một mình nay mình làm cho một cái ly khổng lồ luôn nha. Đây, cái ly mình chuẩn bị cái ly đây. Ly này là trà bá luôn á. Với cà phê. Mình mua cho 20 mấy bịch cà phê luôn nha mọi người. Ủa, mười mấy bịch chứ. Sữa nữa. Nay mình sẽ làm một ly cà phê bọc biển khổng lồ. Ok. Bây giờ mình tiến hành mình cắt cà phê thôi. Đây. Thơm quá. Này giờ cà phê đen. Thì này mình chơi cho 5 bịch cà phê luôn nha mọi người. Đây chơi cho này 3 bịch ta. 3 bịch là nhiều không ta? Này lần đầu tiên mình làm thử mình không biết được không nè. Thôi mình chơi 4 bịch thôi nha. Thôi mình lỡ rồi chơi 5 bịch luôn đi. Dân chơi mà sợ bơ vơ gì. Ly khổng lồ mà thơm quá. Cà phê này rất là thơm nha mọi người. Mọi người dùng cà phê, mình thấy là trên dùng cà phê đen đá, cà phê đen này nè. Đó. Cho thêm này mình uống ngọt cho thêm 1 muỗng đường, 2 muỗng đường, 3 muỗng đường, 4 muỗng đường, 5 muỗng đường, 6 muỗng đi mọi người. Mình cho nước sôi vô mọi người, nước sôi này nó hơi bị sôi luôn á. Tỷ này mình không biết canh nhiêu nước nữa. Mình làm nếu không là bị thất bại, mình quậy cà phê mình uống luôn á. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Thôi mình cho 10 muỗng nước thôi nha mọi người. Thì bây giờ mình đánh đều vô. Này đánh chắc cũng hơi lâu rồi. Này đánh mỏi tay luôn á mọi người. Mà không biết nó lên bọt hay không á. Nếu không lên bọt thì quậy cà phê mình uống luôn. Đúng rồi, đánh mỏi cái tay luôn á. Muốn dụng cái tay luôn, mai dễ xấu chuột luôn. Chưa lên nữa, đánh ít sệt. Mà thơm thiệt á mọi người. Này mình chơi cái ly khổng lồ, biết nhiêu đây nó đủ không nữa. Mình đánh mình kêu mấy con chó nó tưởng đâu là ăn trộm, là nó sủa quá trời luôn mọi người. Này đi khỏi đi tập gym luôn. Quá mỏi tay luôn mọi người, muốn dụng cái tay ra luôn rồi đó. Chiều nay chắc về cầm chén ăn cơm ăn cào không nổi luôn quá. Người ta đánh có một miếng mà chơi đánh cho một tô. Chắc ai làm cái món này chắc đánh chắc gãy tay mà đánh ít. Còn mình chơi đánh cho một lần một tô này chứ. Thấy cái màu nó đẹp không? Đẹp chứ. Thì mọi người ơi, thì nãy giờ mình đánh cũng xong rồi, muốn đụng cái tay luôn. Đánh mười mấy phút đồng hồ. Được như đây vậy nè. Nó rất là ngon luôn nha. Nè nó kẹo ơi là kẹo luôn nha. Đó, mọi người thấy không? Rất là kẹo luôn à. Nó như sô cô la đó. Đó. Bây giờ mình chuẩn bị cái ly khổng lồ nè. Đó, mọi người thấy ghê không? Ly này uống mình làm ly này uống mới đã nha mọi người. Rồi. Lạnh quá, chọc đá vô. Đó. Đây giờ mình cho sữa vô nha mọi người. Sữa này là sữa tươi. Ô, đẹp không? Quá đẹp luôn. Rồi mình vô đây thôi nha mọi người. Đó. Giờ là mình đổ cái này vô. Đổ cái bọt biển này vô nè. Bọt biển mình nãy mình quậy đã thành công rồi nè. Đổ vô nha. Đó.
Đây mình làm thêm hai cái ly nhỏ mình cho rồi đảo mọi người, vàng đảo kẹo nó béo. Thì mọi người ơi, thì hồi nãy giờ mình đã làm xong rồi một ly cà phê bột biển quá khổng lồ với một hai ly tí hon nha mọi người. Đó, trời ơi con nó kẹo mà đã lắm. Thì bây giờ để mình cho mọi người xem. Giờ là mình mời mọi người thưởng thức ly cà phê bột biển của mình nha. Đây mình chuẩn bị cái ống hút, 5 cái ống hút nhập lại nha mọi người, siêu to. Giờ mình đút vô nha. Shit. Wow. Wow, nó kẹo kìa, nó nổi lên luôn nè. Là mọi người thấy đã không? À, mình cũng thử ra cảm nhận nha. Thì phải lấy cái muỗng mình mới thưởng thức được cái bọt biển này. Cho cái muỗng đi tiểu đệ. Đây. Thử miếng này coi. Nó béo ngon quá. Quên, mình cho hai ly này thì mình cho hai thằng nhóc nó ngồi nó ngoài nó coi nó thèm lắm rồi. Đây tặng mỗi thằng một ly. Ngon mọi người, cảm nhận cái mịn mà cái sữa tươi á thì nó ngọt, còn cái này nè cái vị của cà phê á nó đắng đắng mà nó béo béo á, cũng như là gì đó tôi kêu gọi không phải là sô cô la, cái này là như là gì, cacao, rất là đã luôn mọi người. Thì cái ly này chắc mình uống chắc không hết nổi đâu, mình thử uống miếng nữa coi. Nghe nói cái ly này qua nãy đang hot ở trên cộng đồng mạng mà cũng thấy ai cũng uống, mình thử, mình làm thử uống một ly gì cho nó mới đã nè mọi người, thấy không? Ly này chắc cũng khoảng lít mấy á. Thử miếng này coi. Giờ là mình sẽ quậy này lên luôn nha mọi người, trộn đều luôn. Thì nãy giờ sữa ở dưới ấy, giờ mình quậy lợi, cho trộn với sữa thử coi nó ngon không. Cái này chắc giống cà phê sữa luôn đó mọi người, chắc vậy chứ gì. Bọt biển đây rồi, ly này mình bự quá cũng khó quậy đó mọi người. Nó kẹo nó dính trong hút. Rồi mình quậy lên mình thưởng thức coi. Ngon luôn mọi người, như cà phê sữa thôi mọi người. Nó béo. Quá ngon mọi người. Thấy ai cũng làm cái này, mình làm thử mình uống thì nó ngon thiệt, đúng rồi. Cái tại cái bọt biển á này cũng như cà phê sữa thôi chứ gì. Không, thưởng thức như cà phê sữa thôi gì đó, chơi cho 5 bịch cà phê luôn, chơi uống cho giữ luôn, uống đêm nay khỏi ngủ luôn. Nó béo rồi. Thì bữa nay cái clip mình tới đây cũng tạm dài nha mọi người. Thôi mọi người thấy hay thì cho mình một like, một đăng ký. Thôi máy bay mọi người nha, mà mọi người tạm biệt mọi người, hẹn mọi người trong clip sau. Thì nói chung giờ mình ngồi đây uống tiếp, uống tới chiều luôn, uống này khỏi ăn cơm luôn. Cà phê bột biển á, trời ơi chơi cái ly khổng lồ. Ngon quá. Béo quá. Uống như này chắc khỏi ngủ luôn quá. Quá đã mọi người. Rồi. Rồi, bye bye nha, hẹn mọi người trong sau. Bye, tạm biệt.